cười nhầm bạn trai được chồng như ý, tác giả Kiều Diêu, chuyện được chuyển thể thành bộ phim Dị Ái Vi Xoanh do hai diễn viên Bạch Lộc và Vương Hạc Lệ thủ vai, chương 49. Lúc gửi tin nhắn em đang nhớ anh cho Thời Yến, Trịnh Thư Ý mang theo tâm thái vò mẹ không sợ nứt. Dù sao, cũng đã bị anh khủng bố biết bao nhiêu ảnh chụp màn hình, Trịnh Thư Ý thấy mình chẳng còn gì để dãi dụa nữa. Hơn nữa, những lời vừa nãy đều là lời nói thật lòng, cô không hề diễn kịch. Cô nhớ anh thật mà, nhưng Thời Yến lại không trả lời tin nhắn của cô, cho nên dù cô nói thật, Thời Yến vẫn ngượng. Ây, Trịnh Thư Ý cuộn mình trên sofa rồi thở dài, nhất thời không biết phải làm gì. Tần Thời Nguyệt chờ mãi mà không thấy Trịnh Thư Ý trả lời tin nhắn, lại bắt đầu giục cô. Tần Thời Nguyệt, chị hỏi giúp em chưa? Chị hỏi xem, ngày mai anh ấy có rảnh không? Lúc này Trịnh Thư Ý mới nhớ ra chuyện của Tần Thời Nguyệt. Trịnh Thư Ý, ừ, giờ chị hỏi đây, nhưng mà hẹn anh ấy ngày mai đi đâu? Tần Thời Nguyệt, xem triển lãm tranh, em bảo bạn tìm cho ba vé. Tần Thời Nguyệt học chuyên ngành giám định nghệ thuật, tuy cô không đi học đều đặn, suy nữa không tốt nghiệp được, nhưng cô nhóc cảm thấy đối với người ngoại đạo như Dụ Dụ thì cô có thể đối phó sương sương, nhưng đối phó với giáo viên là được rồi, ít nhất là đủ để dọa người, khiến Dụ Dụ cảm thấy cô là một người có tố chất nghệ thuật. Trịnh Thư Ý tìm Dụ Dụ, ngày mai anh có rảnh không? Mãi một lúc lâu sau, Dụ Dụ vẫn chưa trả lời lại, có lẽ là anh ấy đang bận. Trịnh Thư Ý lại không sốt ruột, ngược lại, Tần Thời Nguyệt đang cầm điện thoại trong tay thấp thỏm không yên, đến mức mẹ nói chuyện với mình mà cô nhóc cũng không để ý. Tống Nhạc Lam đưa tay, gõ gõ lên điện thoại của cô, sắp rớt vào điện thoại luôn rồi kìa. Dạ, Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu lên, sao thế mẹ? Mẹ đang hỏi con đấy. Tống Nhạc Lam vừa khuấy thìa vừa nói, ba con nói, ngày mai muốn đi leo núi, con có muốn đi không? Đi đi để vận động nhiều một chút. Con nhìn xem, suốt ngày hết ngồi rồi lại nằm, giữ sáng toàn nhờ ăn kiêng, thế sao được? Con không đi đâu, Tần Thời Nguyệt nói, ai thèm đi leo núi cùng mấy ông lão chứ? Gì mà ông lão này ông lão nọ hả? Nói chuyện cho đàng hoàng, không có phép tắc gì hết. Tống Nhạc Lam nghe thế thì bực bội, nhưng bà không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phát cáu. Còn có cả bọn trẻ thường hành nữa. Con không đi đâu, Tần Thời Nguyệt vẫn rất kiên trì, mai con có việc rồi. Thời Yến ngồi bên cạnh đặt đũa xuống, cầm chén nhỏ múc canh, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại mang theo ý mỉa mai. Con thì có việc gì hả? Bình thường Tần Thời Nguyệt đã quen với giọng điệu kiểu này của anh, cô cũng không phản bác được mà cũng không dám hó hé gì. Nhưng hôm nay lòng cô lại sục dịch, lại càng khó quản được cái miệng của mình. Sao con có thể không có việc chứ? Con hẹn người ta đi xem triển lãm tranh. Thời Yến cười, giọng điệu chẳng chút thân thiện. Thật ư, ai mà rảnh rỗi thế, lại đi xem triển lãm tranh với con. Tần Thời Nguyệt có thể nhận ra, hôm nay anh dường như đang rất vui, thế mà lại nói nhiều với cô như thế. Nhưng chắc chắn, cô sẽ không nói cho Thời Yến biết chuyện mình muốn đi cơ trai. Chị Thư Ý đấy. Tần Thời Nguyệt cố gắng nhìn thẳng vào anh, khẽ hất cằm, giọng nói mang theo ý khoe khoang. Không được ư? Thời Yến không thèm để ý đến cô. Một giây sau, Tần Thời Nguyệt nhận được tin nhắn trả lời của Trịnh Thư Ý, là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa chị ấy và Dụ Dụ. Dụ Dụ, ngày mai à? Mai tôi bận. Sao thế? Trịnh Thư Ý, à, cũng không có chuyện gì. Cuối tuần này bạn tôi có 3 vé xem triển lãm tranh, còn thiếu một người, nên muốn hỏi xem anh có rảnh không? Dụ Dụ, xin lỗi nhé. Trịnh Thư Ý, không sao, không sao đâu. Tần Thời Nguyệt đọc xong, mặt mày tiêu nghỉu, trong nháy mắt không còn dáng vẻ diễu võ dương ngoài như nãy. Tần Thời Nguyệt, à, vậy chị hỏi xem, ngày mốt thì sao? Trịnh Thư Ý nhíu mày, có chút rối rắm. Hỏi tiếp thì cũng được, nhưng chỉ sợ Dụ Dụ nghĩ cô có ý gì đó với anh ấy. Tuy trước đó, hai người đã nói chuyện với nhau, cô đã nói rằng mình không có ý đi xem mắt, nhưng hai người bạn khác giới vốn dĩ không liên lạc thường xuyên, tự dưng bây giờ lại mời người ta đi xem triển lãm tranh, chuyện thế này dễ khiến người ta suy nghĩ theo hướng khác. Trịnh Thư Ý, chị phải đi cùng mới được hả? Tần Thời Nguyệt, nếu không thì sao? Một mình em mời anh ấy, nhất định
anh ấy sẽ nghĩ em bạo quá đấy. Trịnh Thừa Ý, 3 chấm. Bây giờ em cũng có rụt rè gì đâu. Cô suy nghĩ, thôi kệ đi, xem như làm việc tốt vì Thời Yến. Thế là Trịnh Thừa Ý lại hỏi Dụ Dụ lần nữa. Trịnh Thừa Ý, vậy ngày mốt anh có rảnh không? Dụ Dụ, ngày mốt thì được. Trịnh Thừa Ý, được. Vậy 2 giờ chiều ngày mốt gặp nhau ở trung tâm hội nghị và triển lãm nhé. Dụ Dụ, được. Nhận được tin nhắn này, tâm trạng Tần Thời Nguyệt thay đổi một cái vèo. Ăn mấy miếng rồi cười híp mắt. Ngày mai con sẽ đi leo núi với ba. Thời Yến dựa người vào ghế, khoanh tay nhìn cô. Không đi xem triển lãm tranh với chị Thừa Ý của con nữa à? Không. Tần Thời Nguyệt lắc lư cái đầu, khóe môi nở một nụ cười. Ngày mốt con sẽ đi. Ngày mai con đi leo núi đã. Lâu rồi con không gặp Tưởng Hành. Không biết cậu ta có đẹp trai đến miếng nào không. Hoàng hôn dần buông. Làn gió mang theo hương oải hương từ ngoài vườn chớm nở bay vào nhà, ngập tràn khoang mũi, làm dịu lòng người. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên một cái. Thời Yến cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua. Trịnh Thừa Ý, chiều mai anh rảnh không? Đi xem phim nhé. Trịnh Thừa Ý, ngoan ngoãn, khiếp. Thời Yến mím chặt môi, trả lời lại. Không đi, phải làm việc. Vừa bị Tần Thời Nguyệt cho leo cây, liền quay sang hẹn anh. Cô xem anh là lốp xe dự phòng à. Thời Yến quay đầu nhìn Tần Thời Nguyệt đang cắm cúi ăn cơm. Đúng là làm lốp xe dự phòng cho Tần Thời Nguyệt mà. Anh đứng dậy, cầm điện thoại gõ lên đầu cô nhóc. Cậu làm gì thế? Tần Thời Nguyệt ôm đầu, quay mặt sang chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thời Yến. Cô giận lắm, nhưng chỉ dám nhỏ giọng lầu bầu. Con ăn cơm mà cũng chọc đến cậu hả? Đúng là... Mẹ quản cậu ấy đi. Tống Nhạc Lam nhún vai. Ai mà dám quản nó. Ở một bên khác, sau khi nhận được tin nhắn của Thời Yến, cõi lòng tràn đầy mong chờ của Trịnh Thư Ý như vụt tắt. Anh cuồng việc à? Cảnh xuân tươi đẹp thế này mà anh vẫn muốn tăng ca à? Cô vừa ăn tối vừa gọi chữ. Trịnh Thư Ý, thế thì em cũng sang đấy. Thời Yến, em đến làm gì? Trịnh Thư Ý, đến để biểu hiện. Một lát lâu sau, Thời Yến, tùy em, có nghĩa là anh đã cho phép. Trịnh Thư Ý cười cười, ăn hết phần cơm còn lại, lúc rửa chén còn ngâm nga vài câu. Lúc nhận điện thoại của Tất Nhược San, cô kéo dài giọng, nghe rất ngả ngớn. Sao? Nhớ em rồi hả? Mày nói chuyện đoàng hoàng coi, ổng a ổng nghẹo gì thế? Tất Nhược San nghe mà nổi cả da gà. Tao hỏi mày nè, có phải Từ Đồ Di học cạnh lớp mình hồi xưa, bây giờ đang làm hot face ở trên mạng hay không? Đúng rồi, Trịnh Thư Ý nói, nổi tiếng lắm đấy. Hồi trước tao có coi Weibo của cô ta, 2 triệu người follow đấy. Tất Nhược San, vậy mày có cách liên lạc với cô ta không? Công ty bọn tao đang có sản phẩm tìm người quảng cáo, cô ta là người rất thích hợp. Được thôi, không thành vấn đề, để tao tìm người hỏi giúp mày xem. Tất Nhược San ở bên kia nhíu mày. Trịnh Thư Ý, hôm nay mày bị sao thế? Bệnh à? Mày mới bệnh ấy. Trịnh Thư Ý lẩm bẩm mắng, tao đang vui. Nghe cô nói thế, Tất Nhược San cũng thấy vui theo. Trong thời gian này, cô ấy cứ lo lắng Trịnh Thư Ý buồn, lo lắng cô không chống chịu nổi. Nhưng nghe giọng điệu Trịnh Thư Ý đắc ý thế này, Tất Nhược San không nhịn được, muốn khịa cô vài câu. Ồ, biết mày vui vẻ, không biết còn tưởng mày trúng được mấy trăm triệu ấy chứ. Trịnh Thư Ý ngừng lại, sau đó cười nói, còn hơn cả trúng mấy trăm triệu nữa. Hả? Tất Nhược San bị cô làm cho tò mò. Sao thế? Có gì đâu. Trịnh Thư Ý hờ hững nói, tao với Thời Yến xem như quay lại rồi. Cô nói thế thì hình như có hơi sỗ sàng. Trịnh Thư Ý bổ sung thêm, dù sao thì anh ấy cũng không giận tao nữa. Không giận nữa? Hỏi chấm. Tất Nhược San rít lên một tiếng, dọa Trịnh Thư Ý sợ đến suýt nữa đã làm rơi cái chén trong tay. Mày làm gì mà kích động thế hả? Không phải Tất Nhược San kích động, mà theo như cô ấy biết, chỉ cần là đàn ông, một khi gặp phải chuyện thế này thì đều sẽ giận điên lên. Huống chi Thời Yến là một người như thế, giống như việc vứt hết mặt mũi của anh, dẫm đạp lên lòng tự tôn của anh 200 cái, rồi lại ném vào chảo dầu, quay 800 bận. Vì thế khi Tất Nhược San nghe tin Trịnh Thư Ý thất bại, cô ấy đã âm thầm đốt một ngọn nến cho chị em tốt của mình. Nhưng mà mới được bao lâu đâu,
Thời Yến vậy mà không giận ư? Không lẽ đây là ma lực của sắc đẹp? Ngay cả chuyện này mà con bạn mình cũng được tha thứ. Tân Nhược Sàn sờ mặt mình, không hiểu nổi. Trịnh Thư Ý cứ lải nhải bên tai cô ấy kể chuyện mấy ngày nay. Tân Nhược Sàn cảm giác tam giác quan của mình đã bị đập nát chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hiện tại, đang dần dần xây dựng lại theo một cách hết sức kỳ quái. Cho nên là... Trịnh Thư Ý ung dung đáp. Ngày mai, tao đi tăng ca với anh ấy. Được rồi. Tân Nhược Sàn đã tiếp nhận hiện thực, nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cô. Thế thì mày cũng đâu cần phải thế. Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, mày phải dè dặt một chút. Nếu không, đàn ông nó không có quý trọng đâu. Trịnh Thư Ý cầm ly nước ấm, uống thuốc xong mới đáp lại. Đã lúc nào rồi mà mày còn nói mấy công thức đó nữa. Tao muốn làm gì là phải làm ngay, muốn nói gì là nói. Nếu không ai biết, cơ hội sẽ biến mất lúc nào. Hơn nữa, một viên thuốc bị mắc ở cổ, vị đắng tràn ra. Nếu dè dặt thì sẽ được trân trọng ư? Lúc trước Nhạc Tinh Châu theo đuổi tao, tao cũng dè dặt lắm đấy. Kết quả thì thế nào? Câu nói này của cô khiến cho Tân Nhược Sàn không thể nào phản bác. Nếu một người đàn ông vì tao không dè dặt, vì tao chủ động trước mà không trân trọng tao, thế thì... Trịnh Thư Ý thở dài. Thế thì tao không còn gì để nói. Chiều ngày hôm sau, Trịnh Thư Ý không mang theo gì cả, cả người thoải mái đi đến trụ sở chính của Minh Dự Vân Sang. Trong tòa nhà được kiểm soát ra vào nghiêm ngặt này, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý thuận lợi đi thẳng từ tầng trệt lên đứng tầng 17, không chút cản trở. Lúc cô đi vào văn phòng của Thời Yến, anh đang ngồi phía sau máy tính. Đến khi Trịnh Thư Ý đi đến trước mặt anh vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Trịnh Thư Ý đứng trước mặt anh. Em đến rồi nè. Rõ ràng là Thời Yến đã nhìn thấy, cũng nghe thấy, nhưng anh chẳng thèm đoái hoài đến cô. Trịnh Thư Ý vòng qua bên cạnh anh, hùa tay trước mặt. Em tàng hình rồi hả? Thời Yến tháo kính, ngước mắt nhìn cô, sau đó lại hất cằm về phía bên cạnh. Trịnh Thư Ý nhìn sang, bên đó có một băng ghế sofa. Em qua kia ngồi đi. Câu này nghe sao mà giống đi sang chỗ khác chơi thế. Trịnh Thư Ý à một tiếng, bước tới nơi cần đến. Trong khoảnh khắc cô xoay người, Thời Yến nhìn bóng lưng tủi thân của cô, khóe môi nở một nụ cười. Cánh cửa phòng vừa đóng, ngăn cách mọi âm thanh ở bên ngoài. Thời Yến chăm chú nhìn màn hình máy tính, không có một tiếng động. Nếu không phải nhìn thấy con người này còn đang sống sờ sờ, Trịnh Thư Ý sẽ nghĩ rằng trong căn phòng này, ngoại trừ cô ra, không còn sinh vật sống nào cả. Ban đầu cô còn ngồi ngay ngắn, nhưng càng ngồi lâu, càng không có chuyện gì để làm, cô bắt đầu cảm thấy eo và lưng không còn là của mình nữa. Dù sao Thời Yến cũng chẳng thèm để ý đến cô. Trịnh Thư Ý chậm rãi dựa vào sofa. Một lát sau, Thời Yến bên kia vẫn không có động tĩnh. Trịnh Thư Ý bắt đầu nảy ra ý đồ muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Lúc thì cô đi đến bên cửa sổ, sờ soạn cây xanh, lúc lại quay về sofa nghịch điện thoại, chốc chốc lại chạy đến góc phòng, duỗi người một cái. Bóng dáng tinh nghịch ấy lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt của anh, không một chút yên tĩnh. Lúc Trịnh Thư Ý sờ soạn đến chậu cây xanh lần thứ ba, người ngồi sau lưng cuối cùng cũng có động tĩnh. Trịnh Thư Ý vội vàng xoay người lại, nhưng phát hiện ra Thời Yến không nhìn cô mà cúi đầu bấm số nội tuyến. Điện thoại kết nối, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao vào nhau. Anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ với người bên kia. Đặt cho tôi 2 vé xem phim. Thư ký ở bên kia hỏi. Bao cả phòng hay sao ạ? Trịnh Thư Ý nhìn anh, khóe môi cong lên. Thời Yến thu hồi ánh mắt. Không cần đâu. Thư ký, có cần tôi gửi lịch phim đang chiếu sang không ạ? Thời Yến, không cần đâu. Cô cứ chọn đại đi. Lúc Thời Yến ngẩng đầu lên lần nữa, Trịnh Thư Ý đã chạy về sofa thu dọn đồ đạc. Anh quan sát nhất cử nhất động của cô, sau đó nói thêm. Chọn giờ chiếu gần nhất. Thư ký, vâng, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn sang điện thoại cho anh. Cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý đã thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn Thời Yến. Thời Yến cũng nhìn cô, ánh mắt hờ hững, tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy Trịnh Thư Ý như thế, tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt cứ lướt trên gương mặt Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh
giống như đang sắp làm thịt một con heo béo. Không hiểu sao cô lại thấy rợn gáy. Rốt cuộc là có đi xem phim không? Em sốt ruột cái gì? Để anh ngắm em trước đã. Thời Yến nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dần dần lướt xuống, đảo qua eo cô, chân cô, cuối cùng dừng lại trước đôi mắt của cô. Em không sốt ruột nhé. Trịnh Thúy lẩm bẩm trong lòng. Vài giây sau, cô không chịu nổi nữa, hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng. Anh nhìn gì thế? Thời Yến bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt cô, kéo tay cô ra. Trịnh Thúy đành phải đối mặt với ánh mắt của anh một lần nữa. Thời Yến ngắm cô trong cự ly cực gần, đôi môi cong cong. Xem thử bộ phim này có đáng giá để anh lãng phí 2 tiếng đồng hồ hay không? Trịnh Thúy, 3 chấm. Mặc kệ Thời Yến có thấy đáng hay không, anh vẫn đưa Trịnh Thúy đến rạp chiếu phim. Lễ tình nhân vừa trôi qua, lại đúng dịp cuối tuần, rạp chiếu phim vẫn đông người như bình thường. Tuy nhiên, thư ký của Thời Yến đã đặt phòng VIP, hai người đến vừa kịp lúc, không cần chờ đợi, liền đi thẳng vào phòng chiếu phim. Đến trước lối vào, Trịnh Thúy nghe thấy có người gọi. Anh Thời! Trịnh Thúy còn quay đầu lại trước cả anh. Cô nhìn thấy hai cô gái đang cùng bước tới, trong đó có một cô gái mặc đẹp dáng chuẩn, tóc dài xõa ngang vai. Tuy không trang điểm, nhưng khí chất của cô ấy khiến cho cô bạn ở bên cạnh trở nên mờ nhạt. Và khi Thời Yến quay đầu lại, ánh mắt của cô ta lại dừng lên người Trịnh Thúy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ta thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Thời Yến. Tôi là Floria, của tài chính kinh tế AM. Anh còn nhớ chứ? Chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệc từ thiện lần trước đấy. Vừa nghe cái tên Floria, dây thần kinh của Trịnh Thúy chợt căng ra. Cô nhớ rõ, quan tế đã từng nhắc đến tên cô gái này ở trong điện thoại. Và cô cũng hiểu vì sao Floria lại nhìn lướt qua và dán mắt lên người cô. Nghĩ đến đây, Trịnh Thúy bỗng dưng có cảm giác nguy hiểm, lẳng lặng, dựa sát vào người Thời Yến. Cách tuyên hệ chủ quyền trong im lặng này, Floria làm sao mà không hiểu cơ chứ? Cô ta nhìn Thời Yến, đưa tay về phía anh, im lặng quan sát Trịnh Thúy. Thời Yến lại không biết Trịnh Thúy đang có cuộc tranh đấu ngầm, nghiêm túc nói với Floria. Lâu rồi không gặp. Đúng vậy, không ngờ lại gặp anh ở đây. Floria nói xong liền đưa tay về phía Thời Yến. Khoảnh khắc thấy bọn họ bắt tay nhau, Trịnh Thư Ý cắn chặt răng. Tuy chỉ kéo dài có vài giây, nhưng Trịnh Thư Ý lại thấy giống như bọn họ đã dính lấy nhau vài phút. Chỉ hận, không thể chạy tới đẩy hai người đó ra. Rút tay ra, Floria định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt đi. Đi thôi. Thời Yến kéo tay Trịnh Thư Ý đi vào trong. Phim sắp chiếu rồi. Floria nhìn hai người, sau đó đi theo bạn mình đến chỗ ngồi. Vừa khéo, chỗ ngồi của bọn họ lại cách nhau dãy trước dãy sau. Vì ghế trong phòng VIP đều có điều chỉnh nên khoảng cách giữa các dãy ghế rất rộng. Vì thế, Trịnh Thúy cảm nhận được có người nhìn mình từ phía sau, chứ không biết người đó đang làm gì. Suốt buổi, Trịnh Thúy đứng ngồi không yên, hoàn toàn không thể tập trung lên màn ảnh rộng. Cô chỉ có ấn tượng duy nhất về bộ phim này chính là cái tên Hoa Hảo Nguyệt Viên, có nghĩa là đoàn tụ sum vầy. Trái lại, Thời Yến lại xem rất tập trung. Trịnh Thúy không thể yên lặng được, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện vô số ý nghĩ, bỗng hỏi anh có muốn uống gì không? Giữa ghế ngồi của hai người có một cái bàn gấp, trên đó có mã hai chiều, chỉ cần quét mã là có thể chọn menu, sau đó sẽ có người đưa đồ ăn đến. Thời Yến nhìn màn ảnh rộng không chớp mắt. Không uống. Trịnh Thư Ý, thế anh có muốn ăn bắp rang không? Thời Yến, không ăn, vô vị. Trịnh Thư Ý chọn một xô bắp rang cho mình, cô không muốn đi vệ sinh giữa chừng, cho nên không gọi nước uống. Một lát sau, có người nhẹ nhàng mang đồ vào. Trịnh Thư Ý ăn bắp rang, nhưng vẫn chú ý đến Floria ngồi sau lưng. Dù chỉ là trực giác, nhưng cô vẫn có thể xác nhận rằng Floria không hề xem phim, mà cô ta đang nhìn Thời Yến. Bỗng nhiên, Trịnh Thúy cảm giác người sau lưng đứng dậy, động tác nhai bắp rang chợt dừng lại. Cô huy động toàn bộ hệ thống thần kinh, ngồi im không nhúc nhích. Bọn tôi gọi nước khoáng. Floria vỗ vỗ vào vai Thời Yến. Hai người có muốn uống không? Trịnh Thúy cắn bắp rang thật mạnh, cố gắng ép bản thân mình không được nhìn sang bên kia. Cô phải ra vẻ bình thản như gió thổi mây bay.
Không cần đâu, giọng Thời Yến vang lên bên tai cô. Cảm ơn cô. Trịnh Thừa Ý thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác nguy hiểm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, giống như mèo cào, cô không thể nào bình tĩnh nổi. Mấy phút sau, Trịnh Thừa Ý bỗng nhiên đưa bắp rang sang cho Thời Yến. Anh ăn không? Thời Yến chẳng thèm nhìn cô. Không ăn. Trịnh Thừa Ý cảm giác Floria đang nhìn hai người. Bị anh từ chối thế này chẳng khác nào trò cười. Thế là Trịnh Thừa Ý bóc một miếng bắp rang đưa đến trước mặt Thời Yến. Anh ăn một miếng đi, ngọt lắm. Thời Yến nghiêng đầu nhìn cô. Ánh đèn trong phòng chiếu lờ mờ, nhưng vẫn không che khuất được vẻ năn nỉ của Trịnh Thư Ý. Ăn đi mà. Cô cau mày, giống như nếu Thời Yến không ăn thì cô sẽ khóc ngay tại chỗ. Hình ảnh trên màn ảnh rộng thay đổi từng chút một, khiến khung cảnh giữa hai người chợt sáng chợt tối. Thời Yến chợt dướn cổ về phía trước, sau đó cúi đầu. Trong bóng tối, Trịnh Thư Ý nhìn thấy đôi mắt anh đang chăm chú nhìn cô, rồi lại nhìn ngón tay cô. Anh há miệng, ngậm viên bát giang kia. Tựa như đôi môi anh khẽ ngậm lên đầu ngón tay của cô. Cảm giác nóng ran như muốn bùng cháy, chạy theo dòng chảy huyết dịch, lan tràn toàn thân Trịnh Thư Ý. Cô ngẩn ngơ, sau đó xoay người, ngoan ngoãn nhìn lên màn hình. Hai tay cô lại không biết đặt vào đâu, bối rối, bốc vải bốc bắp rồi dồn vào miệng. Nhưng khi cắn vào đầu ngón tay của mình, cô lại ngơ ra. Như một tên trộm, cô vội vàng bỏ tay xuống, nhẹ nhàng vuốt về đầu ngón tay của mình. Mãi một hồi lâu sau, Trịnh Thư Ý vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Ngay lúc Thời Yến nghĩ rằng Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng ngoan ngoãn an phận, cô lại thấy cô xoay người nói với Floria sau lưng. Chúng tôi có gọi bắp rang, cô có muốn ăn không? Floria, ba chấm. Floria vừa tận mắt chứng kiến mọi thứ, lại bị vẻ mặt bích chi giả vờ giả vịt của cô chọc tức đến bật cười. Không cần đâu, cảm ơn cô. Chương 49, hết. Cảm ơn các bạn đã vừa lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của mình. Mình là Thu, là nhà sáng lập và phát triển nội dung của kênh YouTube Chuyện của Thu. Chương tiếp theo của câu chuyện đã được cập nhật full ở trong phần danh sách phát có tiêu đề Cưa nhầm bạn trai được chồng như ý, tựa dị ái vi doanh. Để các bạn có một trải nghiệm nghe chuyện thật là tốt, toàn bộ nội dung của câu chuyện đều không chứa quảng cáo. Nên mình rất hy vọng các bạn có thể để lại cho mình một ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ những video này để kênh của Thu có nhiều người biết đến hơn nữa. Mình cũng có thêm thu nhập mua bỉm sữa cho hai em bé ở nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì xin được phép được tạm biệt mọi người. Bye bye. Chúc mọi người một ngày an lành.